mới đây ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hải dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông phạm duy tuyến đảng ủy viên đảng bộ sở y tế bí thư tri bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hải dương giám đốc cdc tỉnh hải dương cùng ngày giám đốc sở y tế tỉnh hải dương phạm mạnh cường đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm duy tuyến quyết định nêu rõ việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuyến sẽ thực hiện cho đến khi kết thúc điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Tuyến có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến việc điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan liên quan. Sở Y tế đã giao ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó giám đốc CDC Hải Dương, điều hành CDC Hải Dương từ ngày 13 tháng 12. Cũng trong ngày 21 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan ra soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an, giao Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đình chỉ sinh hoạt Đảng, Sở Y tế đình chỉ chức vụ đối với giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến ngay trong ngày 21 tháng 12 ra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khẩn trương kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương củng cố hoạt động của CDC tỉnh, sớm kiện toàn chức danh giám đốc CDC tỉnh trong tháng 1 năm 2021, chỉ đạo các sở liên quan tiếp tục tổ chức đấu thầu, tập trung mua sắm bộ xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất, thiết bị theo đúng quy định để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương đã nhận số tiền gần 30 tỷ đồng tiền hoa hồng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kỹ xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua năm hợp đồng với tổng trị giá 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, công ty Việt Á là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại luật đấu thầu, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi giả soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước